Thưa quý vị, khoảng 15 giờ 20 phút chiều nay ngày 20 tháng 7, tại ngã tư đường Nguyễn Hữu Thọ, Lê Đại Hành, trên địa bàn phường Khê Trung, quận Cẩm Lệ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô và xe máy, làm chết tại chỗ hai người. Vào thời điểm trên, ô tô đầu kéo biển kiểm soát 43H01 075 kéo theo rô móc biển kiểm soát 43R03534 do tài xế Nguyễn Hữu Lộc sinh năm 1991 trú tại La Sơn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế điều khiển đi theo hướng Bắc Nam đến ngã tư Nguyễn Hữu Thọ, Lê Đại Hành thuộc phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ rẽ phải thì va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 74 d 10138 do ông Võ Thịnh sinh năm 1973 chở vợ là bà Nguyễn Thị Năm sinh năm 1979 cùng trú tại thôn An Định xã Đại Đồng Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam đang lưu thông phía trước cùng chiều. Sau vụ va chạm, hai vợ chồng ông Thịnh chết tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, ban giám đốc công an thành phố đã huy động lực lượng khám nghiệm nhanh hiện trường, đồng thời phân luồng, phân tuyến để tránh ủng tắc giao thông tại khu vực này. Nguyên nhân vụ việc đang được công an quận Cẩm Lệ tiếp tục điều tra làm rõ.